Hi Cathy, xin hai cô đi. Hai cô, hai chú đi. Chào cả nhà nhé. Hôm nay là thứ sáu. Ngoài trời tiết lạnh quá, cho nên ở nhà mình làm đồ ăn sáng cho con mình ăn nè. Giờ Cathy ăn, con ăn cái gì đó? French fry. You eat French fry? Right. Con ăn French fry phải không? Nói cho cô chú nghe đi. Dạ đi con. Dạ đi. Dạ. Đây. Cái này French fry mình ở nhà tự chiên nè, không có đi ra ngoài. Hôm nay trời tiết lạnh đông đá ngoài cho nên Nhung có đi. Rồi ở nhà là mình Nhung có chả giò với mì với đậu hũ. Đây. Mình quay lên đây cho các bạn coi chơi vui nha. Hôm nay không có đi đâu ra đường hết đó, trời lạnh quá cho nên mình ở nhà. Mình làm đồ ăn ở nhà, mình ăn sáng với các bạn. Đây. Thấy không? Cathy. Con xin hai cô, hai chú đi. Hai cô đi con. Hai chú đi. Hai cô, hai chú. Cathy. Ăn đi con. Ăn đi, đói bụng ăn lẹ đi. Cathy, you eat eat đi, con ăn đi. Hồi nãy con kêu mẹ con đòi ăn, bây giờ ngồi không vậy, không chịu ăn. Ăn giỏi đi má mày, love you. Nhỏ nhỏ lên con. Nè. Rồi mình cũng ăn luôn nha cả nhà. Ăn đi Cathy. Chào cả nhà, chào cô bác anh chị nha. Bây giờ mình ăn sáng nha, cùng ăn sáng với gia đình nhỏ bé của mình nhé. Nó có this mommy, cái này của mẹ con. Cái này quậy lắm cô chú ơi. Để đây cho má mày mốt chứ. Con kiếm gì con để vô đây đi. Cho mẹ ăn chứ, để về xong mới mì ăn. Ăn sáng đơn giản các bạn ơi. Tại nay trời lạnh mình không có ra ngoài đi đâu ăn được á. Chả giò bên Mỹ nó cuốn sẵn đó các bạn. Mình mua về mình chiên thôi. Chứ mình không có thời gian để mình cuốn đâu các bạn. Đây, salad. Chú ăn không con? Mình chan nước mắm nha các bạn. So good. Con hai đi. Hai con hai chú rồi, hai con hai chú rồi, hai cô chú thấy con rồi. Hai con ngồi xích lớn rồi đây. Lấy cái cụ bé ra. Bữa nào thứ sáu á các bạn, chúng ta đi làm, con cái nghỉ học ở nhà nấu đồ ăn sáng cho nó ăn, sẵn mình ăn luôn. Hai cô, hai chú, okay. Hi everybody. Okay. I'm okay. Thank you. Mới này. Mmm.
chạy á mất cô à. Chú ơi, cô bác ơi. Ông Mỹ đó bạn không biết không? Có gì mình nấu cái đó không? Cho nên mình không có giống Việt Nam á, mình đói bụng mình đi ra ngoài mình ăn liền được. Ở đây á, đâu có giống Việt Nam mà muốn ăn cái y gì chạy đi chỗ khác mua đồ ăn ăn đó các bạn. Thành thử ra mình phải vô bếp suốt ngày mới có đồ ăn. Phải cái gì mình nấu cái đó ăn. Mà ăn lần nấu á, có gì cũng nhiều á các bạn. Chạy vòng. Có được học không? Giỏi. Lớp má mấy trợ coi mặt trời ghê quá. Yêu dữ quá. Dữ quá. Sờ miên. Phải để cái iPad cái bên này đó các bạn. Trời, buổi sáng cuối tuần chỉ có nhiêu đó thôi nha các bạn. Chiều nay mình ở nhà, mình có gì mình nấu cái đó. Nhà mình có đồ lẩu, mình dắt lấy ra nấu lẩu đó các bạn. Mình sẽ làm video clip lẩu, ăn lẩu các bạn. Mời các bạn vô xem cho mình vui nhé. Cho mẹ miếng giấy. Ông xã mình sợ quay trước ống kính không các bạn ơi. Mỗi lần kêu ảnh quay á, ảnh ngại lắm. Đang nấu khoai lang dưới bếp nè các bạn. Bữa nay ở trong nhà xuống kiếm đồ lục ra nấu ăn. Có gì ăn đó. Có khoai lang tím nè các bạn, ngon lắm các bạn. Mình ăn khoái ăn khoai lang lắm. Có khoai lang bên Mỹ á, mắc dễ sợ luôn các bạn ơi. Mấy đồng một phao chưa được nửa ký các bạn. Ba mẹ ăn ai thì. You want eat noodle? Trời ghê quá. Hả? Ngồi hả? Ngồi hả? Cái gì con? Nghe không? Chưa quên. Đâu có nóng lắm đâu con, cũng còn nóng nóng mà. Ôi vậy hả, tội nghiệp chưa? Mắc mắc mì xôi rồi nha. Nãy mắc mì làm cái đó, mắc mì đỡ mũi con. Trời ơi, ăn vậy đưa mẹ hết hả? Ok, video tạm dừng đây nha cả nhà. Chào cô bác anh chị nha. Bye bye đi con. Con say bye đi. Bye. Bye cô. Bye cô. Bye chú. Bye chú.
mọi người. Bye, see you.